Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Ờ à, ngày hôm nay thì buổi chiều ngày hôm nay thì Hùng sẽ làm bản tin ngay trong buổi chiều bởi vì các anh chị biết rồi À, tết đến Xuân về ngày mai là ngày 23 chúng ta sẽ tiến ông Công ông táo về trời để chúng ta à, à, kỳ vọng à, gửi gắm niềm tin vào một năm mới năm 2023 à, xin các cụ các ông các thần Linh là cho chúng ta chứng khoán đánh trứng nó ngon lành hơn đúng không anh chị và tối ngày hôm nay thì lại có một cái trận bóng đá Việt Nam đá với Thái ở trên sân Mỹ Đình à, chính vậy nên là hùng cũng sẽ tranh thủ một cái quãng thời gian khoảng tầm hơn một tiếng À, tuần này thì chúng ta sẽ phân tích à, khá là ngắn gọn một số các danh mục cơ cốt lõi các anh chị nhá. À, bởi vì ngày Tết à, cũng đến cận kề rồi, chúng ta sẽ còn hai tuần giao dịch, hai tuần giao dịch cuối cùng à, của năm 2023 tính theo năm hai à, năm 22 à, tính theo năm âm lịch các anh chị. Còn năm 23 thì chúng ta đã bắt đầu vào 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 năm mới của năm 23 rồi. À, cũng giao dịch được hai tuần rồi. Như vậy là Kết thúc một cái tuần giao dịch vừa qua thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta vẫn tiếp tục là phiên giao dịch thứ 8. thị trường tích lũy ở trên cái ngưỡng của phiên ngày mùng 3 tháng 1 như vậy là thị trường của chúng ta rất là rằng co ở cái vùng kháng cự 1575 đến vùng mươi điểm ok phần uh, nội dung của bản tin ngày hôm nay thì nó cũng sẽ có 3 phần phần thứ nhất là chúng ta sẽ view lại một số danh mục các cái mã cổ phiếu các cái nhóm ngành rất là cơ bản uh, gồm có công nghệ viettel thép vật liệu đầu tư công dầu khí uh, ngành đầu tư công nhóm banh nhóm chứng khoán và sau đó còn thời gian thì cũng sẽ view ba uh, cái nhóm phụ gồm có thủy sản điện và bất động sản khu công nghiệp thì các anh chị theo dõi chịu khó chúng ta theo dõi ở cái nhóm anh nào thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta theo dõi ở nhóm anh đó phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần trong video số 160 và phần thứ ba thì chúng ta sẽ có một vài các cái ý để chúng ta phân tích và đánh giá thị trường ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo tuần mà thị trường dự kiến sẽ tiếp tục công cản vùng 1075 đến khoảng vùng 1080 Ok và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục khá là cơ bản Các anh chị nhé gồm mã đầu tiên sẽ phân tích đó là nhóm cổ phiếu ngành công nghệ FPT sau một điểm đánh lên ở trong phiên giao dịch tuần trước thì tuần này FPT tiếp tục tích lũy ở trên 79.5 đến vùng 80 Phiên này ngày hôm nay thì đóng cửa vùng 80 và hiện tại thì chưa thể break cản vùng 82 Chính vậy nên là tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục đặt mục tiêu là FPT sẽ đạt cản ở vùng 82 các anh chị lưu ý trong trường hợp nếu như FPT mà chốt bị thủng vùng 79.5 thì chúng ta nên ra hàng bởi vì khi mà nó thủng 79.5 thì nó sẽ có xu hướng quay về lại 75 đến khoảng vùng 76. CMG trong tuần vừa qua tiếp tục kiểm định cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 39 đến vùng 40 đã phân tích được các anh chị khả năng thì với cái lực đi như thế này thì nó sẽ tiếp tục tích đi ở vùng này và kéo căng lên được <laughs> thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 43.5 đến khoảng vùng 44. Nhóm ngành Viettel gồm có mã cổ phiếu VGI, đối với nhóm ngành Viettel thì uh, cũng là một cái định hướng cho năm 2023, các anh chị lưu ý. Và hiện tại thì đối với VGI, Hùng đã có phân tích tương đối là sớm, ở trong những cái tuần mà video số 159 thì chúng ta đã có thêm những cái điểm chính cung kỹ thuật quanh vùng 19.5 đến khoảng quanh vùng 20. Tuần này thì nó tiếp tục bám biên 21 đến khoảng vùng 21.2, tức là nó tiếp tục bám biên 21.5 ở đây, hôm nay là chúng ta có điểm... Uh, nếu mà sát sát ở đây thì các anh chị mua được khoảng quanh vùng 21. Phiên ngày hôm nay thì lực cầu tương đối tốt đánh gần 1 triệu mốt cổ phiếu và nó đang có cái tín hiệu là nó break lại vùng 22. Như vậy với tín hiệu này thì chúng sẽ kỳ vọng ở đây là VGI sẽ tiệm cận lại vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Sau đó nó sẽ chỉnh cung và nó break được cái vùng 24 cộng ở đây thì khi đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái trang kỹ thuật của VGI tương đối tốt cho năm 2023. Các anh chị có thể xem lại cái Uh, cái doanh thu và lợi nhuận của VGI nó đang có những cái sự chuyển biến cực kỳ là khởi sắc đối với CTR cũng hoàn toàn tương tự như vậy đối với nhóm ngành Viettel thì cũng có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm đến hai mã cổ phiếu thì ở giai đoạn này 49.5 đến vùng 51 đang là hỗ trợ kỹ thuật và trong tuần vừa qua thì CTR có test lại ở quanh vùng biên 52 ngắn hạn ở đây nó đang có một cái cản 55 đến khoảng vùng 56 đây các anh chị và khi nó break được cái cản này thì khi đó thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng ở đây là vùng cản tiếp theo khoảng vùng 61 đến khoảng vùng 62 ở nhóm ngành thép thì các anh chị biết rồi một số các cái công cụ phân tích kỹ thuật rất là tốt ví dụ như là stock tender họ đã báo rằng nhóm thép đã ra tiền từ ngày 29 tháng 12 ở tuy nhiên với góc độ của cá nhân Hùng Lê thì Hùng thấy rằng là nhóm thép đang có hai cái ý ý thứ nhất đó là cái giá thép thế giới nó đang tăng rất là tốt và xu hướng tiếp tục tăng cái điểm thứ hai nữa trong 2023 cái câu chuyện về đầu tư công nó sẽ là câu chuyện xuyên suốt và chủ đạo trong cái quá trình đầu tư chính vậy nên là ngành thép nó cũng sẽ có được những cái sự hưởng lợi những cái tác động tích cực còn đương nhiên cái 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 dư lượng mà uh, thép đi vào cái nhóm đầu tư công nó không nhiều nó phải là bất động sản dân dụng nhưng bất động sản dân dụng thì trong năm 2023 thì khả năng sẽ chưa có uh, được những cái bước tiến khởi sắc Ờ, nhưng với cái câu chuyện về đầu tư công thì nhóm thép nó cũng sẽ có được những cái sóng xanh nhất định nào đó và chúng ta sẽ tiếp tục uh, phân tích thêm ở trong tuần thì Hòa Phát đã uh, có điểm test khá là sát về uh, dự báo về quanh vùng hỗ trợ 19.1 uh, và nó cũng đã có một cái lực long lại đang bám biên ở khoảng quanh vùng 20 và 23 phiên 3 phiên này nó công vùng 20.5 20.5 không thành Thực ra ở đây các anh chị chúng ta cũng có thể thấy ở đây trong nhịp này thì cũng có nói đến cái vùng 20.5 đến vùng 21 đây vẫn là cái vùng kháng cự mạnh của Hòa Phát và trong cái thời điểm hiện tại thì cổ phiếu thép nó sẽ kéo về vùng kháng cự mạnh rồi từ vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ phân tích tiếp nhưng khả năng khi nó kéo về đến vùng 21 20.5 vùng 21 thì lực chốt nó sẽ xuất hiện và như vậy thì vùng 19 19 19 19 1 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ tiếp theo và chúng ta sẽ tiếp tục bám biên hỗ trợ này để chúng ta phân tích cổ phiếu hoa sen uh, nó cũng hoàn toàn tương tự trong tuần thì cũng có dự báo cái điểm chỉnh hoa sen về khoảng quanh vùng 12.3 có một cây nến thủng 12.3 nhưng nó kéo luôn trong phiên ở uh, tuần này uh, thì chúng ta lại đang nhìn thấy ở đây đúng không anh chị ở uh, vùng kháng cự của hoa sen ở vùng 14.143 ở đây rồi và đây đang là những cái vùng kháng cự tương đối mạnh tuần này nó đang đi lại vùng 13.5 với tín hiệu uh, lực cầu như thế này thì khả năng tuần tới HOA SEN sẽ test lại ở biên 12.9 đến khoảng biên 13 anh chị nhé tức là ở đây nó đang hình thành được một kênh xu hướng ngắn đó à, thì cái kênh xu hướng này uh, kỳ vọng ở góc độ kỹ thuật là thị trường nó sẽ có những cái dư địa tốt này rồi cổ phiếu thép nó sẽ có những cái biến chuyển nên là những cái điểm test kỹ thuật ở đây sẽ rất là quan trọng để giúp chúng ta nhận diện thêm về mặt xu hướng. À, Nam Kim ở đây đó tuần này bắt đầu công cản rồi các anh chị nha 14.5 vùng 15 tức là trong cái thời điểm hiện tại để mà cổ phiếu break cản thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian và nó cần thêm cái sự hiệu ứng của index nữa nên là trong cái thời điểm ngắn hạn thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta chạm cản thì chúng ta có thể ra bớt hàng đồng thời trong tuần thì Nam Kim cũng có một cái điểm chỉnh cung khá sát về điểm đây là vùng 12.5 à, theo như dự kiến tuần tới thì khả năng nó sẽ quay trở lại kiểm tra vùng biên 13.4. À, tại đó thì chúng ta đánh giá thêm. À, VGS trong tuần thì VGS đã test tích lũy tương đối tốt ở vùng 11.4, 12 đang kéo lên ở đây là vùng 13 và à, nó vẫn à, cái xu hướng chung thôi, xu hướng chung của cả thị trường à, chứ không riêng gì nhóm thép đâu các anh chị, nó công kháng cự. Và cái, cái thời điểm nó công kháng cự nó rất là vất vả Đó. Thì cái thời điểm này nó cũng thế Nó vượt qua kháng cự thì xu hướng nó sẽ quay trở lại test Và ở đây nó sẽ kiểm tra lại vùng 12 Tuần tới thì 11.5 đến khoảng vùng 12 là đến <laughs> TPN thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến ở đây Chủ đạo đang là vùng 5.3, 5.5 và vùng 5 như đã phân tích Ở đây, ở TLH trong tuần thì nó cũng đã có một cái điểm test khá sát về vùng dự kiến 6.7 đây cây nến trong phiên giao dịch của ngày thứ ba Nó test về vùng 6.8, sau đó thì nó bật lên và ở đây nó có cản ngắn của nó là 7.5. Các anh chị lưu ý ở hỗ trợ và kháng cự thì chúng ta có thể canh để chúng ta uh, chốt bớt. Uh, nhóm ngành vật liệu đầu tư công thì uh, có khuyến nghị và tập trung uh, cho anh em chiến đầu ba cái mã cổ phiếu KSB. Uh, thì đối với KSB là cũng đã có phân tích khá là sớm. Đây chúng ta sẽ uh, KSB ở chúng ta sẽ hạn chế tìm bởi vì nó tìm như thế này nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả đó, đúng không ạ 19 tháng 12 ngày 19 tháng 12 thì cũng có phân tích là trong cái dòng đầu tư công thì anh em cân nhắc thêm đầu tiên là KSB và BCC đúng phân tích trước sau đó thì mới phân tích trang mã cổ phiếu thứ ba đó là PLC ở vùng tích lũy cấp 2 ở vùng 15.5 đến vùng 16 đó thì uh, biên 17, 27 đẹp khả năng break 18 là cao và BCC ở vùng 7.5 đến vùng 8 và cản 9.5 uh, thăm dò quanh vùng 8.5 vùng 9 thì đấy là những cái phân tích khá là sơ khai khi mà ngày 19 tháng 12 và hiện tại hôm nay là 13 tháng 1 tức là nó cũng gần một tháng đổ về trước là chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu KSB và đến thời điểm hiện tại <laughs> thì KFB ở tuần này nó đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu target ở đây đặt ra đó là 23 trên 23 các anh chị đồng thời trong tuần nó có một cái điểm test kỹ thuật này KFB 1955 suýt soát vùng 20 luôn à, tuần tới nó chưa bay được đâu nó chạm cản 24 thì nó sẽ đổ lại khoảng quanh 22 là hợp lý và nó tích lũy được ở vùng này thì lúc đó thì chúng ta sẽ ngắm tiếp theo đó là cản khoảng lên cản 26 ở à, BCC cũng là một mã cổ phiếu rất là hay đó à, khi chúng ta nhìn từ vùng ngày 19 À, tháng 10, à, 19 tháng 12 đúng không ạ? À, thì chúng ta đã nhìn thấy những cái vùng tích lũy ở vùng 7.6 đến vùng 8 tương đối là tốt và thậm chí là trong tuần vừa qua nó tiếp tục có cái vùng tích lũy này. À, tuần cũ thì nó đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 10 và chúng ta dự kiến nó chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung này của BCC là tương đối đẹp các anh chị, nó không test quá sâu. Nếu test sâu thì nó test về 9 cơ nhưng mà nó test test ở quanh mút 10. Sau đó thì nó kéo lên cái đến cái tuần thì nó hơi hơi đuối một tí. Tuy nhiên là vẫn vẫn khỏe đó so với một cây đến tuần thì như vậy là nó vẫn là một cái diện một cái sự tăng điểm đơn giản là vì cái vùng 12 ở đây đang là vùng kháng cự rồi nên là các anh chị lưu ý chúng ta có thì chúng ta sẽ canh ở những vùng kháng cự khi cổ phiếu kéo về những vùng kháng cự này chúng ta chốt bớt ở à, chốt bớt rồi thì làm gì sau đó thì nó sẽ chỉnh cung và chúng ta sẽ canh những nhịp chỉnh cung thì chúng ta chúng ta đánh giá những cái sự tích lũy tạo nền ở đây Ổn là tiếp tục cân để uh, break cản 12 để hướng lên cái vùng cao hơn đó là cản 14 thì cái cái việc này là chúng ta sẽ chờ thêm uhm, tiếp theo đó là mã cổ phiếu PLC được phân tích muộn hơn uh, sau khi mà chúng ta đang ngắm đến hai cái mã cổ phiếu uh, đầu tiên đó thì đối với PLC uh, cái cái vùng tích lũy của nó 21.5 cũng tương đối là đẹp PLC đây, PLC thì như là nó chỉ phân tích ở sau đấy một tí thôi ngày mùng 3 ngày mùng 3 tháng 1. Ok, đó thì là bắt đầu mới ngắm tiếp đến cái mã cổ phiếu PLC. Uhm, quanh vùng 22, canh vùng 22 cộng trừ ngày mùng 3 tháng 1 và vùng 22 cộng trừ. Đó, ví dụ như vậy. Thì ở đây là và trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có vùng 21.5. Nói chung ở đây là những cái vùng gì ạ? Nó cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật tương đối đẹp. Tuần này thì nó đã lên được đến vùng 26.6 rồi. Mục tiêu ở nhịp này là PLC sẽ công về cản vùng 29 đến khoảng vùng 30. Các anh chị lưu ý ở vùng này. Về đến vùng này thì chúng ta sẽ canh chốt chắc chắn là như vậy rồi. Và hiện tại thì những cái điểm mua nó sẽ không còn nữa. Các anh chị lưu ý. Để có được những điểm mua đẹp và chúng ta cần phải có những phân tích khá là sớm. Và để nhận những phân tích đó thì Hùng Lê mời các anh chị về với team của Hùng Lê. Nó đơn giản như vậy thôi. Ok nhóm ngành thứ tư đó là nhóm ngành dầu khí à, thì đối với nhóm ngành dầu khí hùng đã có những cái phân tích định lượng rất là sát cho các anh chị rồi à, và đấy là một trong những cái nhóm ngành chiến lược mà ông đã có khuyến nghị phân tích đầu tư nắm giữ à, đối với gas thì nó không có phân tích đầu tư nhưng mà chúng ta vẫn view bởi vì nó là một trong những cái anh cả của ngành dầu khí ở đây vùng 103 104 hỗ trợ và khả năng cản ngắn ở khoảng quanh vùng 108 mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư à, thời điểm hiện tại đó là PLX thì PLX là chúng ta đã bắt cực kỳ sớm các anh chị nhé cực kỳ sớm và các anh chị lưu ý là à, cái tâm thế vị thế của chúng ta ở thời điểm hiện tại đối với PLX với những tài khoản đã mua sớm theo khuyến nghị hoặc là tiếp cận được những phân tích cùng lên nó sẽ khác với những cái tài khoản mà bây giờ mới cầm đúng không ạ vì sao bởi vì tuần này thì PLX đã chính thức hoàn thành target 37 trên 37 đó đúng không ạ đã hoàn thành cái target rất là cao rồi Vậy thì khi mà các anh chị phân tích mà bảo a à, ông này cũng bảo là nó còn lên 40 thế là 37 bắt đầu là cắm đầu cắm cổ mua. Lỡ may nó tụt cái thì lại đổi là lỗi à do ông này ông phân tích thế này thế kia. Nhưng mà mọi người không nắm được. À Pelix nhá, Pelix đã có những cái vùng phân tích khuyến nghị từ vùng 29 29.5, 30 30.5. Lưu ý với các anh chị như vậy và bây giờ nó đã gần 40 rồi. Đó. Vậy thì cái tâm thế vị thế nó là khác nhau. Ok. Và trong tuần vừa qua thì Pelix test cực đẹp luôn tức là dự test là nó sẽ test về khoảng quanh vùng 34. Và ở đây này, nếu ông nhớ không nhầm đồng có viết một cái vùng 34.7 ở đây. Và nó chỉ test về đến vùng 34.7 thôi các anh chị, rất khỏe luôn về đến 34.7 và gì Lo ngược. Và cái điểm lo ngược này thì nó cũng đã tuần này nó có thời điểm là 38 rồi này. Đó, thì ở đây nó sẽ chỉnh cung nhẹ nhàng nếu mà đẹp á, là chỉnh về 36 và sau đó công 40. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục nâng target của Pelic lên mã cổ phiếu thứ hai mà được khuyến nghị cho các anh em chiến đấu đó là mã cổ phiếu PVS thì tuần này chính thức là đạt 24 24 chấm mấy đến này 24.3 báo cáo anh chị là như vậy là hoàn thành giá mục tiêu thế thì cái cái cản 24.3 này nó vẫn là một cái gì đấy nó rất là 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 khó khăn đúng không và trên cái chạc kỹ thuật tuần thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi đó tuần này là đẹp đấy nhá tuần này là đẹp thì cái hoàn toàn có khả năng là cái vùng 24.3 này sẽ được đẩy lên cao trào mới tức là nó sẽ bứt được cái vùng 24.3 thì khi đó thì chúng ta sẽ có vùng diện target ở đây mục tiêu đó là 28 thậm chí là khi mà nó bứt được cái việc đó thì cái việc mà PVS đánh lên vùng 38 đến vùng 40 nó là trong tầm tay bởi vì cái con PVS này khi một khi nó đã đánh một khi nó đã vào thế trận rồi thì thì nó nó đánh hay lắm nên là đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà các anh chị em đó, chúng ta chiến đấu đó, vùng 21, 21.5 có vùng gom và thậm chí đối với PVS các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần Tại thời điểm PVS giao dịch liên tục quanh biên 18 ở đây Thì ông đã có phân tích target 1 từ vùng 18 lên vùng 24.3 trong nhịp thứ nhất Chỉnh cung về 21, 21.5 ở đây tiếp tục nâng target lần 2 Thì cái cách tiếp cận vấn đề là chúng ta liên tục phân tích, uh, liên tục quan sát để chúng ta chiến đấu đó, bắt nhịp những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. Ở PVD ở phiên ngày hôm qua có một cây nến kịch trần, nó phiên ngày hôm nay thì test hơi xấu một tí, tất nhiên là cũng không hẳn là xấu hẳn nhưng mà ví dụ như phiên ngày hôm nay nó đóng trên vùng 20 cộng thì tự dưng cảm thấy happy rất là nhiều. Và đối với PVD, các anh chị có thể xem lại những cái phân tích của Hùng từ vùng 13 đến vùng 14. Ok các anh chị. Rồi Hùng đưa target lên vùng 16, từ 16 thì Hùng đưa target lên vùng 19 và từ 19 ở đây thì bây giờ chúng ta đang ngắm lên vùng 21.4 đến khoảng vùng 22 và trên target tuần đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây cái cách mà mô phỏng đấy các anh chị đó, kỳ vọng một cái cây nến tuần bứt lên thì cái tuần này gọi là tuần 10 điểm Ok các anh chị tuần 10 điểm tức là gì nó bứt hẳn lên được trên vùng 18 cộng đó và cái ý này thì cũng đã có phân tích cho anh, các anh chị rồi đó, trong bản tin tuần các anh chị xem thì các anh chị nắm được rồi tuần này nó bứt 18 cộng và với một cây nến tuần đẹp như thế này thì không có lý do gì mà để nhịp này chúng ta không không kỳ vọng lên vùng 22 thậm chí là 22 chốt bớt thì thậm chí là có thể có lên target vùng 24 đó thì như vậy ngắn ngắn như vậy thôi như vậy là có ít um, bánh trưng với nhân thịt rồi Ok các okay, anh chị trong lúc khó khăn thì chúng ta chỉ uh, như vậy là chúng ta cũng rất là happy rồi PVD sang tuần tới khả năng sẽ có những cái điểm test kỹ thuật quanh vùng 19.5 Ok vùng 19.5 một số anh chị có hỏi là sao 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 hùng nói nhanh và nói như máy vậy nói như lập trình vậy thì cái này nó nó không có gì cả các anh chị ạ tại vì hùng quá đam mê rồi quá đam mê cổ phiếu ờ chính vậy nên là bây giờ tối về nằm ngủ thậm chí là hùng không xem bảng điện cũng có thể nhầm nhầm được là bsr hôm nay đóng cửa giá bao nhiêu ví dụ như thế ừ, tức là nó là có một cái sự đam mê làm cái gì cũng như vậy nó có cái sự đam mê thì hùng nghĩa sẽ thành công thôi chắc chắn sẽ là như vậy Ừ, đối với BSR trong tuần này thì BSR chính thức cũng đã đạt cái vùng target mục tiêu dự kiến là vùng 15 trên 15 và hiện tại thì nó đang có những cái điểm tích lũy để chúng ta dự báo cái vùng cản tiếp theo mà BSR sẽ công lên đó là khoảng quanh vùng 16.7 đến khoảng vùng 17 như vậy tuần tới khả năng ấy khả năng nó sẽ có cái sự rung lắc và trong cái quá trình rung lắc đó thì uh, nó sẽ có những cái điểm rơ lại ở khoảng quanh vùng 14.5 các anh chị lưu ý là như vậy quanh vùng 14.5 còn đối với BSR thì chúng ta cũng đã có những cái vùng com ở quanh vùng 13, 13.4 ở à, Đấy là túc tắt nhặt những cái vùng ở đây Tức là lúc đó thì tại thời điểm đó thì BSR đang hình thành những cái nhịp tích lũy Và đối với BSR cũng rất là ok, các anh chị có thể đầu tư cầm trung và dài hạn được à, Mã cổ phiếu OI, OI được uh, phân tích Và trong tuần vừa qua thì OI bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là đẹp 7.5, 7.7 là những cái vùng gom ở khoảng tuần video số 158, 159 và sang tuần video 160 thì oi bắt đầu có những cái tín hiệu vượt thoát ở vùng 8.5. Hai cái nến và cây nến kết tuần cũng tương đối đẹp nó đóng trên vùng 9 cộng như vậy là ổn. Khả năng ngắn hạn kỳ vọng target ở đây vùng giá mục tiêu ở quanh 10. Cổ phiếu PVC cũng rất là hay. Con PVC này nó đánh hay lắm Nó đánh rất nhẹ, rất nhẹ, rất nhạy Và khi nó kéo thì nó Đây, ví dụ một cái nhịp ngắn ngắn thế này thôi Đó, à, như vậy thôi Nó cũng kéo những cái nhịp ngắn ngắn như vậy Đấy, chúng ta có thể lấy từ vùng 16 Và nó kéo lên tận vùng 22, tức là 8 <laughs> Nó tăng khoảng được 8.000 trên một cổ phiếu Và nhịp này nó đang kéo từ 10 Đó, à, vậy thì nó tăng 8.000 thì nó sẽ hoàn thành ta ghét đâu đó khoảng vùng 18 Đó chúng ta cứ dự dự như vậy thôi và trong những cái điểm mà tích lũy của PVC mông đã có phân tích ở đây uh, cho các anh chị em trong team đó là vùng 11 4 đến khoảng vùng 119, 12 gì đó. Uh, tuần này thì nó có điểm tích lũy kỹ thuật ở vùng 13.4. Đây các anh chị này, đó nó chỉnh khá sát về vùng 13.4 và đó đang có một cái cây nến vượt test vượt thoát lên. Và sau điểm vừa thoát đó thì nó lại quay lại test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 14.5. Tuần tới thì nó sẽ test thêm những điểm 14.5 và mục tiêu thì sẽ ngắm ở 17 khoảng 18 tám rồi uh, nhóm ngành thứ năm đó là nhóm đầu tư công tắt cái này đi uh, nhóm đầu tư công thì chúng ta thực ra nếu đúng là 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 chúng ta sẽ phân tích nhóm xây lắp uh, đầu tư công hạ tầng nhưng tuần này chỉ có phân tích mỗi đầu tư công không thôi uh, gồm có mã cổ phiếu Fecom scn thì đối với FCN các anh chị cũng đã được tiếp cận những phân tích của ông Lê tại vùng 8.7, vùng 9 là vùng tích lũy. À, hiện tại à, tuần này thì như vậy là FCN cũng đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu đâu đó quanh vùng 11 và nó đã có tự tự chỉnh cung. Trong tuần cũng có cái điểm chỉnh ở khoảng vùng 9.8. Đó, à, và tuần này thì nó có ba cây nến test ở trên vùng 10 cộng như vậy là tích cực và với đà tích cực này thì tiếp tục kỳ vọng target tiếp theo của Fcom ở khoảng quanh vùng 12 VCG phiên ngày hôm nay cũng là một phiên test kỹ thuật vì nó bắt đầu công cản vùng 21 bản thân đối với VCG trong tuần nó đã có điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh 17.8 điểm này cũng đã có phân tích cho anh chị rồi nó đẩy lên nó đẩy lên thì nó đã break được cái vùng 20 nhưng mà phiên ngày hôm nay là nó quay lại nó test này tức là nó chưa chạy được đâu 19.3 19.3 nó sẽ test lại ở 19.3 đến khoảng 20 nếu khỏe là nó sẽ đi như thế này đó rồi sau đó thì nó sẽ xuất hiện một cái cây nến uh, xanh mạnh cây nến hammer á các anh chị nó đè cái vùng ở đây đó, thì khi đó uh, chúng ta mới nâng được cái target của cổ phiếu này lên khoảng quanh vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 C4G cũng là một mã cổ phiếu Hùng cực kỳ yêu thích ở trong các cái miếng đánh của nó cái miếng đánh này là Hùng Lê đã bắt mã cổ phiếu C4G và em nói với các anh chị là uh, ngày chỉ có mở ra và cười thôi đó chỉ có mở ra và cười thôi. Và năm nay là năm 22. Năm nay là năm 22 và năm nay là năm 21, báo cáo các anh chị là năm 21 là em cầm mã cổ phiếu CNCO4 và chỉ có ăn và cười thôi. Đấy, chốt xong làm cái nhà. Rồi, bây giờ năm nay thì không biết như thế nào năm 23. Có có lịch sử có lặp lại được nữa hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm nhưng thời điểm hiện tại lùng đã căn ke vùng đã tính toán và kỳ vọng kỳ vọng cnco 4 sẽ tiếp tục làm cái nhà nữa, à, vì đơn giản là gì, trang kỹ thuật của nó đang rất là ok rồi, à, chỉ có một cái chút may mắn nữa thôi. À, may mắn ở đây nó là cái gì? Đó là nó tích lũy thành công. cnco 4 nó chỉ cần tích lũy thành công ở quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.4 thôi, à, nó tích lũy thành công ở vùng này và nó cứ đi như vậy ở ờ, chờ đợi những cái thời cơ ví dụ như là bắt đầu có những cái tin mà bung ra khoảng tầm độ vài trăm nghìn tỷ để mà 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 chiến đấu đầu tư công thì khi đó nó chỉ có xe suốt ngày thôi nó mở mắt ra là nó trần nó tím thôi đấy thì cái câu chuyện đó là nó có thể có trong tương lai đấy là mình kỳ vọng anh chị đó, làm sao biết trước được biết trước được như thế thì 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 cắm hết nhà cửa cắm hết người bắt đầu đầu tư hết đúng không nhưng mà chúng ta có phân tích có kỳ vọng và CNC4 nó tăng từ vùng 5.5 lên vùng 11 đó anh chị em nào mà múc từ khoảng vùng 7 đến bây giờ là cũng có một cái lợi nhuận tương đối bởi thằng này là thằng sàn upcom một phiên trần của nó là 15 nên là nó chạy sẽ rất là nhanh ở uh, 4 tùy kỳ vọng ở tuần tới nó sẽ nằm ở khoảng quanh 10.8 đến 11 các anh chị nhá tích lũy thành công và mục tiêu mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm cản tiếp theo đó khoảng cản 13 đến khoảng cản 13.3 Em LCG cũng khá là tốt bởi vì con này nó chuyên về hạ tầng Và hạ tầng là một trong những cái ưu tiên tối ưu trong cái câu chuyện về đầu tư công Ở đây thì tuần này là LCG nó cũng đã công lên được vùng 9 rồi Và nó cũng đã quay trở lại test cung kỹ thuật ở quanh vùng 8 là cực đẹp Bay cản và quay lại test cản và tiếp tục công cản tiếp theo Như vậy tuần tới nếu như LCG tích lũy được ở vùng năm đến vùng 9 ổn định Thì chúng ta sẽ ngắm cái target tiếp theo ở quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.5 rồi uh, đầu tư công còn thằng nào nữa không không còn nữa tiếp theo thì hùng sẽ đi phân tích uh, cho các anh chị uh, hai cái nhóm ngành uh, tiếp theo đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán và trong đó thì nhóm banh vẫn là nhóm ngành anh ăn, ăn cả của thị trường tại sao lại gọi là anh cả bởi vì trong những cái thời điểm khó khăn trong những cái thời điểm gọi là Uh, nó có những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật thì nó đã phát huy được những cái vai trò rất là quan trọng đó tại những cái vùng hỗ trợ ví dụ lúc thị trường đang rất là nguy nan thì banh nó sẽ nhảy vào nó đánh lên đó để nó giữ chỉ số để nó giữ nhịp để nó giữ tâm lý cho thị trường thì nó là anh cả nó là như vậy và hiện tại với quan điểm kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê từ ngày 13 tháng 10 cho đến nay thì sóng banh vẫn tiếp diễn chưa kết thúc chưa kết thúc vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, lần lượt À, phân tích từng mã cổ phiếu của nhóm này thì đối với Vietcombank là nó là anh cả rồi nói là anh cả là, là chuẩn xác đấy bởi vì là uh, hình như giá của, của 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 nó cũng đang cao nhất đấy nhỉ đúng không cũng không nhớ lắm nhưng hình như là giá giá nó cũng đang cao nhất và cái thứ hai nữa là con này thì nó kéo khi mà nó kéo thì 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 nó kinh khủng lắm nên là 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 là, là, là cứ tạm gọi là anh cả đi ở trong tuần này thì việt công anh cũng đã có một những cái thời điểm á, à, suy soát là lên được đến cái vùng target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 90 đến khoảng vùng 92 và nó đang chỉnh cung tích lũy trở lại như vậy với việc mà việt công anh nó cứ nhập nhừng như thế này á, nó vẫn cứ giữ được nhịp như này thì rất là tốt quan điểm cũng như vậy để chúng ta dò để chúng ta đánh giá được xem là à khi mà cái con đầu ngành ấy nó vẫn cứ lừng khừng lừng khừng mà nó vẫn neo được ở trên vùng cao thì như vậy là sóng banh nó vẫn còn hiểu cách hiểu nôm na nó là như vậy thì đối với Vietcombank tuần tới nếu như mà nó giữ được ở vùng 83.5 là đẹp các anh chị nhé Vietcombank thì Hùng không có khuyến nghị mua nhưng mà vẫn phân tích và theo dõi cực kỳ sát con này Bởi vì khi anh cả mà đổ á, các anh chị biết rồi đúng không ạ Khi mà anh cả mà anh ý, anh ý Lâm Nguy ấy, mặc dù là chúng ta không đánh nhưng mà đây là một cái nhịp anh ý Lâm Nguy Thì chúng ta hiểu được là thị trường của chúng ta như thế nào đúng không ạ Và nhịp này cũng như vậy, ví dụ nó lên, lên đến vùng 92 và vùng 95 Và sau đấy anh tôi lăn đùng ra chết thì như vậy là chúng ta phải cuốn chiếu à, thu gọn hiện trường thu gọn ngay lập tức đừng có đừng có trần trừ cái gì nữa đấy <laughs> bởi vì banh mà đổ là kinh khủng lắm đối với MBB ở trong tuần thì nó cũng đã có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở trên vùng 17.8 là tương đối đẹp đồng thời cản của nó ở đây nó vẫn là 19.3 19 19.3 19 vẫn là cản này và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở trong tuần tới hiện tại thì cầu của MBB đang khá là thấp chính vậy nên là cũng chưa thể mà đánh giá được cái sức mạnh của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại VBank quá tuyệt vời VBank cây nến kết tuần đẹp luôn thì đối với câu chuyện của VBank ở trong tuần giao dịch trước đây đó các anh chị có thể xem lại thì đã có phân tích những vùng chỉnh cung kỹ thuật quanh 17.6 đến vùng 18 sâu hơn thì có thể vùng 17 nhưng mà ít nhất là nếu như chúng ta cân ở vùng 17.6 như vậy là chúng ta cũng đã thắng rồi hiện tại là thắng chưa thua ở à, tuần này thì VBank cũng đi cực kỳ sát với những cái dự báo về mặt tiên lượng, về mặt kỹ thuật đó là gì Sau khi mà nó lên được cái vùng này á, thì bao giờ nó quay lại nó test à, Nó test thì nó test lại quanh vùng 186 6 các anh chị mua ở vùng 186 cũng không chết đó. Đúng không? Có một điểm này là 18.4 Và kết tuần là 19.4 với lực cầu cũng tương đối tương 25,7 triệu cổ phiếu trên một phiên và đường MACD tiếp tục là dương À, xanh dương à, đẹp rồi và như vậy với tín hiệu này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Vietbank sẽ ngắm cản 20. Khi gặp về vùng 20 thì khả năng nó sẽ có một cái điểm chỉnh cung nhẹ nhàng đây rồi à, tích lũy thành công ở đây thì chúng ta sẽ nâng cản lên vùng 21 đến vùng 21.3 cái này là từ từ cứ bình tĩnh à, tiếp theo đó là mã cổ phiếu BIDV. biết vẫn đang hoạt động tương đối tích cực và tương đối ổn đấy. BIDV là chúng ta có những cái vùng phân tích mua ở vùng 30, 30.5, 31 ở đây này. Đấy, target 1 ở 36 này. Target 2 ở vùng 38 này, target 3 ở vùng 41.5 42 này và hiện tại thì vẫn đang ở vùng 41.5 42 và đang ngắm lên vùng 44. Và để lên được vùng 44 thì trong tuần ờ uh, BIDV cực kỳ thành công khi tích lũy thành công ở biên 40 40.5, tức là gì? Tiền vẫn nằm ở đây. Các anh chị, nó chỉ có nó nó chỉ gọi là cái hiệu ứng thôi, một tuần tới ấy, khả năng là, là 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 nó sẽ xuất hiện một cây nến hammer như thế này thôi. Và nhịp này nhịp này thì đang sơ sơ sương sương là BIDV sẽ ngắm cản 48 đến vùng 50 ờ, nhưng mà cái này là đang nói phép các anh chị nhé 48 đến 50 là đang nói phép còn 44 là đang nói thật bởi vì sao bởi vì cái câu chuyện ở đây là gì ờ, có nhiều anh chị em là cứ vẽ sóng rồi vẽ đủ các thứ xong đấy là cho nhà đầu tư bay ở trên mây ấy. À, mọi người không hiểu được bản chất để nó lên được vùng 44 thì nó cần cái điều kiện gì các anh chị có biết không ạ không ai trả lời câu hỏi đó mà các anh chị chỉ nghe theo thôi ở nghe thằng bên cạnh nó tung hô thằng môi giới bên cạnh hùng lê cũng làm môi giới đấy nhưng mà gọi bằng thằng có nhiều thằng như thế nói thằng ra là thằng tuẹt ra là như thế đi đó chỉ chăm chăm là làm sao cho anh chị coi như là xéo khoai xéo ở ở, ở, trên thị trường là thế là họ sẽ, sẽ sướng đó nhưng hùng không thế hùng sẽ tìm cách làm gì làm sao để phân tích cho anh chị chỗ nào là hỗ trợ thì chúng ta mua chỗ nào kháng cự thì chúng ta nên dừng lại quan sát hoặc bán bớt hàng đi đó chúng ta cứ 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 tuân thủ theo một cái, cái 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 cái, nhịp như vậy tất nhiên là hùng không thể phân tích chính xác được đó, nếu mà chính xác thì hùng lê thành thánh nhân rồi đúng không ạ hùng chỉ uh, lựa lựa ở một cái góc độ nào đó nó đạt được 50 60 phần trăm thế là cũng là mừng rồi đúng không ạ đó thế thì cái câu chuyện là gì bidv ở đây nó vẫn đang à, uh, còn những cái dư địa để có khả năng tăng tiếp các anh chị nhá. Đó, ông nói như vậy để các anh chị hiểu. Và để tăng tiếp được thì vùng 40 40.5 nó là cái điểm cực kỳ quan trọng. Giống như các anh chị có thể xem lại những bản tin hùng phân tích tuần ở đây này. Ở đâu đó khoảng ngày 19 tháng 12 đi thì tại những cái thời điểm đó là hùng đã nói rằng là then chốt để BIDV tiếp tục tăng được thì vùng 38 không được phá các anh chị. Nhớ câu nói đấy và các anh chị có thể tua lại video sẽ còn như vậy. Đó, thì khi cái vùng 38 mà không bị phá thì nó sẽ có cơ hội nó công lại được cái vùng 41.5 vùng 42 và đây là minh chứng để các anh chị hiểu được bản chất vấn đề. Vậy thì tiếp theo có lên được cản 44 không? Thì có khả năng lên cản được 44 với cái tín hiệu hiện tại như vậy thì vẫn tiếp tục kỳ vọng lên cản 44. Banh vẫn còn. Đó thì nói sâu như vậy để các anh chị hiểu. À, tuần tới khả năng là không không test về cái biên này đâu nhưng mà nó sẽ bám biên ở khoảng quanh vùng 41.5 và mục tiêu thì vẫn tiếp tục À, ngắm à, cổ phiếu BIDV lên 44. Và chúng ta chờ đợi một cây nến hammer kéo vượt thoát vùng 42 cộng với lực cầu đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên thì BIDV tuyệt vời luôn. Công thương cũng là một mã cổ phiếu được phân tích khá là sớm à, khuyến nghị đầu tư tại những cái thời điểm mà Công thương đang có giá khoảng 21.5 đến khoảng vùng 22 mục tiêu lên vùng 25, sau đó thì chúng ta nâng mục tiêu lên vùng 28 và hiện tại là đang nâng mục tiêu lên vùng 29. Vùng 29 đạt rồi các anh chị, vùng 29 đạt rồi và đang nâng mục tiêu lên vùng 30.5 đến khoảng vùng 31. Như vậy là để mà công thương đi lên được cái vùng vùng này thì chúng ta cần thỏa mãn những điều kiện gì? Đó là gì? Đó là nó phải nằm lại được ở trên vùng 28 cộng và tuần này thì cũng thấy rằng là công thương đã test tương đối tích cực và test tương đối tốt ở vùng 28 cộng. Đó, lên đến vùng này rồi nó sẽ chỉnh cung và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. Ờ à, công Techcombank hơi hơi đuối nhỉ, tích lũy nhiều quá. Em này tích lũy nhiều quá em ơi. Ăn no thế này thì nó hơi nặng mông mà nặng mông là không có chạy được đâu. Mông nó phải bé bé, nó phải thanh thoát, vẫn tiếp tục tích lũy ở vùng 27.5. Nhìn chung là cầu nó đang thấp thế này là được rồi này. Đó, nó nó xong cái giai đoạn nó tích tích lũy thế này cũng tạm ổn. Đó Và Hùng có nói rằng là nếu như Techcombank mà không thủng 25.5 là đẹp Nói chung là vẫn tiếp tục cầm Mục tiêu thì vẫn công 30, 31 ở đây Sơn Sơn không biết là nó có bay được cái cản 31 Khi mà nó nó nó, nó có được cái cây hammer mà nó đè được như này thì đẹp quá Đang đang mong như này Bởi vì Techcombank là mã cổ phiếu Hùng khá là yêu thích Đang kỳ vọng là nó đi theo cái mô hình như vậy nó tích lũy được thành công ở vùng này và nó đè lên để nó ngắm lên cái cản khoảng 35 36 thì đẹp quá. Sơ sơ như vậy là các anh chị, sơ sơ chúng ta dự dự như vậy đã nha. Ừ, rồi, STB, STB <laughs> quá đẹp luôn. Đó, STB thì cũng như vậy thôi, chúng ta cứ phân tích từ từ. Test cản rồi nâng target và tuần này thì nó cũng đang có một cây nến bao ở khoảng vùng 24 và đến khoảng vùng 25 đó và phiên kết tuần thì nó đóng cửa khoảng vùng 25.3 sau những cái điểm test kỹ thuật quanh vùng 24.5 như vậy trong tuần này nó test quá đẹp luôn. Test cực đẹp luôn đó các anh chị. Đó nó test về đây đấy vùng 24 đúng không ạ? Đã có phân tích đây rồi. Như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm cản thôi. Lại ngắm lên cản 27 thôi. Quá đẹp à, uh, Liên Việt Postbank Liên Việt Postbank cái tuần cũng cực đẹp luôn Nó đang công cản 15 Và đồng thời trong tuần thì nó cũng đã có Những điểm test cung cái thuật lại Vùng 13, 8, 14 không tùng Như vậy là cực đẹp Nó cứ duy trì được như này Và nó xuất hiện một cái cây hammer Nó đè gãy 10, 15 đây Thì như vậy là ok các anh chị nha Thì như vậy là chúng ta sẽ ngắm lên cản 16 và 17 <laughs> SHB SHB đang dồn lực hai cây nến tuần thứ sáu tuần trước và thứ sáu tuần này nó đang dồn lực và nó chạm cản 11 nó chưa bứt được cái <laughs> vùng cản. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ có những cái vùng tương đối ok 10.3 đến 10.5. để chúng ta thu gom thêm các cái vị thế. Nhìn về cách đánh như thế này thì sẽ vẫn đây này sau một cái đoạn đường mát đỏ này thì bắt đầu là chuyển xanh. Và lực cầu chúng ta sẽ kỳ vọng tuần tới cái lực cầu sẽ được bổ sung tốt hơn cho Hp mục tiêu mục tiêu mà SHB ở trong nhịp này thì nó vẫn là gì ạ đây các anh chị nó vẫn đang có một cái phân kỳ tăng và phân kỳ tăng này thì cũng thấy rằng là mọi thứ nó đang tương đối ổn áp đúng không ạ và với cái phân kỳ tăng này nó tích lũy thành công và uh, một cái ngày đẹp trời mà nó đè được vùng 12 cộng ở đây ấy, thì khi đó thì các anh chị là chỉ có ngồi cười thôi cầm SHB là chỉ mở mắt ra là ngồi cười thôi bởi vì khi nó bay được cái cản 12 ở đây rồi thì khi đó nó nó gần như là mênh mông rồi <laughs> Nó vào một cái thế trận cực kỳ đẹp rồi Và trong nhóm banh thì các anh chị cũng SHB, STB, Liên Việt Phút Banh rồi Có mã cổ phiếu TP Banh Con này hơi nặng quá Tích lũy cũng hơi hơi nó tích lũy cũng nặng như con tách à, không nhưng mà khi con này đánh thì cũng phê đấy các anh chị nha phê đấy nha hiện tại thì vùng 22.45 nó đang bám biên 22.4, 22, 22.45 22 Cái cản 22.45 này này Ờ uh, đây là uh, tuần này nó đang bám cản đây Cản, cản, cản và hỗ trợ Ok, cản này Góc độ kỹ thuật, góc độ kỹ thuật thì mình đang tính toán khả năng là nó sẽ test cản 22, à hỗ trợ 22 Ờ, mục tiêu mục tiêu ở đây đối với con 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 em này con em này mông cũng nặng lắm nhưng khi nó vần được tức là khi mà nó thoát được cái vùng đây các anh chị này nó thoát được cái vùng này thì nó sẽ đi sang một trend như bên này thì khi đó thì thì thôi rồi lượm ơi à, cứ bình tĩnh không sao <laughs> ờ, ông vẫn tiếp tục trung thành với cổ phiếu này và hiện tại thì đang cầm nắm à, với mục tiêu là đánh chậm đánh chắc đánh dài không có gì phải vội cả tiền mình có vay mượn ai đâu vội làm cái gì đó thì mục tiêu là test cản 22 và ở đây chúng ta vẫn đang ngắm đến một cái 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 vùng đây. Đó là vùng 24 24.5 và chúng ta chờ đợi một cái ngày đẹp trời để mà nó break được cái cản này thì khi đó thì là rất ok, khi đó thì hoàn toàn là ổn áp. Cổ phiếu VIB cũng là một mã cổ phiếu khuyến nghị các anh chị năm 2023 chúng ta chiến đấu. Đó, anh chị nhá, VIB cũng rất là hay. Uh, trong tuần uh, 159 thì VIP uh, quay về test cung ở vùng 18.5 19 19. Chấm mấy đấy ta 19.3, cực đẹp. Tuần này uh, phiên ngày hôm nay đẹp quá, phiên ngày hôm nay là gần như nó công lại đây, cản đây. Và thực tế trong cái phân tích mà trong cái cái nhịp phân tích của Hùng á thì Hùng kỳ vọng cản của nó là nó sẽ kéo lên vùng 23 đây, rồi mới chỉnh cung cơ. Đó nhưng mà nó nó chỉnh sớm hơn so với dự kiến thì không sao cả, tùy thôi, đó. <laughs> đây, đây. Thì như vậy là đối với VIP tuần tới nếu như mà nó tiếp tục kéo lên được ở những vùng 23, 24 các anh chị chốt bớt đi. Và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục ke lại những cái vùng kỹ thuật. Ví dụ đây chúng ta ke lại những vùng kỹ thuật đây để chúng ta tiếp tục thu gom ở khoảng quanh vùng 20.8 đến khoảng vùng 20. 21. Và chờ đợi. Chắc chắn rồi, cái này thì không phải chờ đợi đâu. Nếu mà theo cái cảm quan của cá nhân Hùng Lê thì VIP hoàn toàn có thể đánh break vùng 23 để nó bước vào một cái sóng tăng mới ở bên này và đấy là một cái kỳ vọng trong tương lai. À, tất nhiên là cái này có thể đúng hoặc là sai và chúng ta sẽ đi phân tích tiếp đó uh, căn cứ tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nắm thêm. Uh, chúng ta không nói phép, chúng ta phân tích trên những cái cơ sở dữ liệu uh, của thị trường. Uh, tiếp theo thì uh, sẽ phân tích sang nhóm ngành chứng khoán để mà index của chúng ta vượt thoát được cái vùng 1080 đó thì sẽ cần rất lớn cái sự vào cuộc của nhóm ngành chứng khoán, đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán cần phải break cản ngắn. Thì cản ngắn đó là gì? Đó là chính là cái cản mà nó được tạo ra ở khoảng phiên giao dịch ngày 19 đến khoảng ngày 20, 18 19 20 của tháng 12, các anh chị lưu ý ở điều đó. Và và khi nó break cản như vậy á thì nó sẽ là động lực cực kỳ quan trọng nó hút dòng tiền kinh khủng khiếp của thị trường. Đó. Thế còn khi nào nó break được thì khi đó index sẽ vượt 1080. Đấy ví dụ như này. Thì VCI là tuần tới nó sẽ chạm cản 28.5. Anh chị lưu ý. <laughs> nó có thể nó sẽ khi chạm cái cản này thì nó sẽ quay lại nó sẽ quay lại một tí tẹo như này đó những đó rồi sau đó nó break và khi nó mà đồng loạt được nó vượt thoát được cái cản 28.5 thì đấy là thời điểm mà index sẽ vượt vùng 1080 đơn giản chỉ có như vậy thôi VND đó VND cũng như vậy tuần tới thì VND sẽ tín hiệu của VND tương đối đẹp vùng hỗ trợ kỹ thuật 12 7 13 đã tích lũy tương đối thành công như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản VND ở 17.5 đến 18 đây tức là tiệm cận lại cái cái vùng kháng cự ngắn của thị trường ở đây SHS nhịp này đang tích lũy tương đối đẹp hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 8.5 đang bám biên 9 và công cản ở đây đó là cản 9.7 xa xa hơn thì sẽ tiếp tục ở đây đó là cản 10.5 SHS thì anh chị cứ tiếp tục cầm thôi con này Tây nó đang xúc mà không có gì phải vội cả và mục tiêu của SHS nhịp này sẽ còn xa xôi hơn không phải là quanh cản 10.5 đâu <laughs> Ok SSI thì trong tuần nó cũng đã test về vùng 18 18.5 tức là nó test lại Uh, nó test lại hỗ trợ. Kéo lên và nó test lại đây, cái nền test lại và đang uh, có những nhịp kéo lên, những cái nhịp kéo lên này thì nó cũng đang tiệm cận lại vùng kháng cự 20. Nói chung là vùng 20 21 này là kháng cự nên là uh, là cổ phiếu nó cũng sẽ tương đối là khó khăn khi mà tiệm cận lại vùng này. HCM đó, tuần này có chỉnh cung về quanh vùng 22 và đang kéo lại vùng kháng cự 23. À với tín hiệu kỹ thuật này thì các anh chị lưu ý này Đối với thằng HCM này thì nó cũng đang gặp một cái vùng Đây là vùng cản kỹ thuật của thằng HCM Nó rất là là là, là mạnh này Thế thì sang tuần tới thì khả năng là khi mà HCM đánh về cái vùng cản ở đây là vùng 24 24, 24.5 thì các anh chị lưu ý Nếu như mà thị trường mà nó bị chốt Thì chúng ta chốt bớt Rồi lại loanh quanh này vùng 20, 20.1 ở đây Đó chúng ta cân Còn trong cái trường hợp dòng tiền mà đánh khỏe Mà đánh break được À, thì khi đó thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái thiên hướng kịch bản khác và hiện tại đây các anh chị nhìn thấy là tín hiệu đường MACD nó bắt đầu từ phiên giao dịch ngoài thứ hai thì đường MAC bắt đầu xanh trở lại như vậy là tín hiệu kỹ thuật cổ phiếu đang bắt đầu tích cực hơn ở MBS tương đối tích cực trong tuần vừa qua thì MBS đã test lại vùng 13 và đang công lại trên 14 cộng mục tiêu như đã phân tích thì quanh vùng 16 Ờ uh, CTS cũng đẹp trong tuần vừa qua đây các anh chị nhá. Đây cây nến này này, cây nến này là nó cũng đã test về khá sát cái vùng hỗ trợ dự báo ở đây này, quanh vùng 13.3. Đó, quanh vùng 13.3 nó test về đây và nó cũng đã ngồi lại được lên trên vùng 14 14.3, như vậy là tương đối ổn. Mục tiêu uh, thì cũng cũng không có gì thay đổi cả, công vùng 16. Break cả 16 thì nó đó sẽ phân tích tiếp. Ok BSD đi, uh, tiếp tục tích lũy ở quanh vùng 18 18.5. BVS ổn tuần vừa tuần này ôi oh yeah, tuần này BVS test khá là sâu đó nên là ví dụ như chúng ta mua điểm 1 là 19.5 này điểm 2 19 và điểm 3 thậm chí còn có cả điểm 3 nữa cơ đó. cái đặc điểm của thằng BVS đây các anh chị này nó nó đánh nó đánh khá là tức là nó có những cái nến rút xuống khá là sâu và sau đó thì nó cũng có gì ạ những cái điểm kéo lên rất là sốc ở tuần tới thì lại tiếp tục vùng 19.5 và mục tiêu của cản của BBS ở trong nhịp này, nói chung nhìn cái cách đi của BBS này thì tương đối là đẹp. Tốc tác thì nó sẽ ngắm cản vùng 22 thôi. Đó. AGR, AGR hình như tín hiệu giá là đẹp nhưng mà tín hiệu cầu thì đang hơi đuối một tí. Ok, tín hiệu giá đẹp vì sao? Thứ nhất ấy là cái biên 6.7 đến 7 này. <laughs> nó đã test tích lũy <laughs> tương đối ổn định. <laughs> tuần trước nó break lên cái vùng 7.7 và tuần này thì nó tiếp tục gì ạ test ở trên được vùng 7.7 vùng 8 như vậy là cực đẹp ờ, con AGR này thì nó chỉ cần một cái lực cầu đủ mạnh nữa thôi và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại cản kỹ thuật của AGR đây là quanh vùng 9 đến khoảng vùng 9.5 rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung và nó chỉnh cung kỹ thuật như thế nào đó để làm sao để làm sao mà nó vẫn hình thành được một phân kỳ tăng Ờ, một phân kỳ tăng trong ngắn hạn. Ví dụ như về đến vùng này và nó lại chỉnh về khoảng quanh vùng 8.2 thôi. Và sau đó thì như thế nào ạ? Sau đó thì nó tiếp tục từ vùng 8.2 thì nó sẽ công lên vùng 10. Cái cách đi của cổ phiếu như vậy, nó sẽ chỉnh cung tích lũy để lấy nền, lấy đà và từ những cái điểm chỉnh cung đó sẽ là những cái vùng vàng, những cái điểm vàng trong cái phân tích đầu tư để chúng ta mua. Phân tích cơ bản là như vậy các anh chị. À xin lỗi, phân tích kỹ thuật. Còn cơ bản thì hùng chỉ xem là doanh thu lợi nhuận À, và lợi nhuận sau thuế một số các cái khá là cơ bản thôi tại vì hùng không phải là dân tài chính hùng là dân kiến trúc chuyên đi vẽ đó, chuyên đi thiết kế độ cao ví dụ như là cốt sàn bao nhiêu đó, là 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 chuyên ngành hùng đó, đó các anh chị xây nhà ví dụ là sàn cao bao nhiêu cốt móng bao nhiêu rồi là đế móng như nào đấy là chuyên ngành của cá nhân hùng lê <laughs> nên là bây giờ các anh chị nhìn thấy là trên tất cả những cái trạc phân tích kỹ thuật của hùng á thì gần như là nó đều có những cái đường vẽ đấy ví dụ như là những cái đường vẽ này chính là những cái đường vẽ trong quá khứ mà chúng ta phân tích ví dụ như là tại ví dụ như là vx ở trong cái nhịp vừa rồi thì chúng ta phân tích được mắc nó chỉ lên được đến vùng 8.5 đến vùng 9 thôi đó và bắt đầu nó chỉnh thế nhịp này ấy, là là nó lại bắt đầu đây này là bắt đầu chúng ta lại bắt đầu đầu ngóc ngóc đầu lên được một tí à, thì cái đầu ngóc đầu tiên ở đây là đang ngóc lên ở khoảng 7.9 đến vùng 8 À, rồi về đến đây nếu mà đúng theo kịch bản nó chỉnh cung một tí rồi chúng ta sẽ phân tích cái điểm chỉnh này rồi chúng ta lại phân tích cái điểm ngóc đầu tiếp theo đó à, cái cách là như vậy nên là các anh chị nhìn thấy nhá đây mình view lại này đó thì gần như là gì tất cả những cái hình vẽ này là nó sẽ còn lại với thời gian đó là những cái cách mà chúng ta đi view à, cổ phiếu ở trong quá khứ hiện tại và tương lai đó với khá là hay cùng vẫn đang nắm và con này thì tây đang múc nên là cũng kỳ vọng là anh Tuấn anh sẽ sớm quay trở về <laughs> APG ở đây là vùng 5.7 <laughs> tuần này 5.7 đến vùng 6 tiếp tục tích lũy có thể điểm chỉnh cung sâu hơn của APG sẽ là khoảng vùng 5.5 hiện tại thì đường mark đang cắm đầu là điểm lưu ý thứ nhất điểm lưu ý thứ hai là uh, tiền đang như thế này thì như vậy là gì cổ phiếu sẽ không có động lực để tăng mà nó chỉ tích lũy thôi và nó chờ một cái thời điểm nào đó mà tín hiệu đường MACD đẹp trời và nó chuyển xanh thì đấy sẽ là cái thời điểm mà ông sẽ tiếp tục cân nhắc ở uh, những cái vị thế mua vào và khuyến nghị để cho các anh chị chiến đấu uh, rồi có mã cổ phiếu nào nữa không nhỉ apg ors ors thì vẫn đang uh, tích lũy quanh chín thôi hiện tại thì cũng chưa có uh, nhiều các yếu tố đột biến rồi uh, bây giờ nhóm ngành thứ 8 các anh chị lưu ý đó là nhóm ngành thủy sản thì thủy sản cũng đã có những cái phân tích uh, tương đối là sớm <laughs> có thể mạng chậm nó không lốt được à, đấy tương đối là sớm từ khoảng tầm ngày uh, mùng 7 tháng 12 17 ngày mùng 7 tháng 12 đây 9 giờ 45 phút thì trong nhịp này thì ngắm tín hiệu kỹ thuật của ba em thủy sản một là ANV uh, tích lũy ở biên 21.3 đến 22.5 IDI tích lũy ở vùng vùng 9.5 đến vùng 10 và AMS ASM à, tích lũy ở vùng 8.6 đến vùng 9. À, tại thời điểm ngày mùng 7 tháng 12 thì chúng ta đã bắt đầu ngắm đến nhóm ngành thủy sản và kể từ đó thì chúng bắt đầu liên tục cập nhật những cái tín hiệu kỹ thuật của nhóm ngành thủy sản nó là dòng thời gian các anh chị, dòng thời gian tại những cái thời điểm nào có những cái tín hiệu kỹ thuật nào thì chúng ta liên tục cập nhật để chúng ta nắm được à, cái, cái 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 sự vận động của cổ phiếu và đến thời điểm hiện tại đó Đến thời điểm lại thì trong tuần này thì gần ANV cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu tương đối đẹp ở vùng 30 trên 30. Có chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 26.8. Như vậy tuần tới, tuần tới thì khả quan ấy là cái thằng này nó sẽ quay trở lại đây. Nó test lại một hai nhịp nữa rồi rồi sau đó thì nó sẽ hướng lên cái vùng kháng cự cao hơn ở đây đó là vùng 35. Nhịp này thủy sản đẹp rồi và ANV đẹp rồi. Cứ thế mà cầm mà chiến đấu thôi. Ờ, cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu IDI. IDI thì cái tính đầu cơ của cổ phiếu này tương đối là cao và những cái vùng phân tích về mặt kỹ thuật các anh chị lưu ý ở những cái vùng rất là sâu từ vùng 9.5 đến vùng 10 và hiện tại thì nó đang vươn được cần lên vùng 12.5. Phiên ngày hôm nay thì nó bắt đầu trả cung. Trong tuần tín hiệu của IDI đẹp đẹp tại sao lại đẹp? Thứ nhất đó là gì ạ? Nó đã test lại vùng cản kỹ thuật ở đây à vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 11.6 đồng thời nó lại công lại được lên vùng 12 cộng và nó đang hình thành tiếp một cái nhịp test cung kỹ thuật ở đây nữa Như vậy tuần tới Nếu như nó chỉ test về khoảng quanh vùng 12 Thì đấy là một cái tín hiệu cực kỳ đẹp và thằng thủy sản á, là nó đánh rất hay à, Nó cứ lừng khừng lừng khừng độ đô la phiên nhưng mà nó sau đó nó đánh một phiên kịch trần đấy, Để nó kéo 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 chỉ số Thế thì như vậy là à, IDI nhịp này cũng sẽ hướng cản 16 đến khoảng bảy AHM cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ hay đó vùng tích lũy 7.5 đến vùng 78 Tuy nhiên là cái 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 cầu của AHM hiện tại nó đang hơi đuối một tí trong tuần thì nó tích lũy ở vùng 8.3 từ 8.6 cũng đẹp mục tiêu ở đây á, là nó sẽ hướng về cản 97 và một ngày đẹp trời nó thoát cản 97 thì đấy sẽ là một cái vùng trời rất là bình yên đó, của M sau đó bởi vì khi nó 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 bay được cản 97 rồi thì khi đó nó sẽ có những cái target cực kỳ cao thế này ví dụ target 12 nhưng với điều kiện là nó phải thoát được cản 97 và cái cầu ở đấy, cái cầu của SM thường thường khi nó đánh nó phải rơi vào khoảng tầm từ 10 đến khoảng 15 triệu cổ phiếu trên một phiên. Hiện tại là chưa tiệm cận được 6 triệu, nhưng nói chung là ông này đúng rồi, đấy nó phải tầm độ như thế này, tức là cái cầu của nó cũng phải đạt được đó. Vừa phân tích nhưng cũng vừa hướng dẫn cho các anh chị rất là tận tình luôn. À, SM ACL một mã rất hay rất nhẹ nó các anh chị nhá cầm ACL con này một khi nó kéo nó chạy vun vút, vút đấy nó hít ra khói đấy. và hùng cũng đã tìm những cái điểm nghẽn về mặt kỹ thuật của con này đó là vùng 10 đến vùng 10.2 trong tuần này thì chúng ta tìm điểm nghẽn kỹ thuật ở vùng 11 tuần tới thì khả năng nó sẽ công lại cản 28 và cái điểm quanh 11 nếu như mà nó có chỉnh cung lại về quanh 11 thì các anh chị đấy là là những cái điểm mà diện đấy là những cái điểm mà các anh chị có thể canh gom mục tiêu á mục tiêu của con này thì sơ sơ là sơ sơn là gì sơn sơ là cản 128 và cái cản cuối cùng nó ở đây đó là cản 14 con này mà rít qua cản 14 là xong đó nôm na là một cái ngày nào đó mà nó rít một cây nến uh, nến xanh như này thì là coi như xong kết thúc và khi đó thì chúng ta sẽ thu được rất nhiều tiền ở nhóm ngành thứ 9 đó là nhóm ngành điện thì uh, các anh chị lưu ý chung 4 mã cổ phiếu gồm mã cổ phiếu PC1, PC1 cũng đã có những cái phân tích cũng cực kỳ là sớm Từ ngày uh, Mùng 1 tháng 12 PC1 1 tháng 12 19 Mùng 2 đây. Uh, PC1 thì uh, Tại thời điểm đó uh, vào 9 giờ 38 phút ngày mùng 1 tháng 12 năm 2022 Thì chúng ta có gách có PC1 và có GEG đấy là ba cái mã cổ phiếu đầu tiên của nhóm điện và trong tuần vừa qua thường bổ sung thêm mã cổ phiếu thứ tư trong nhóm điện đó là mã cổ phiếu POVK và kể từ ngày mùng 1 tháng 12 thì các anh chị nhìn thấy là những cái mật độ mà chúng ta phân tích đối với cái mã cổ phiếu PC1 nó xuất hiện ở trên nhóm đây nó là dòng thời gian để làm gì để các anh chị hiểu được à như vậy với PC1 tín hiệu như vậy có tốt không ví dụ qua những cái điểm phân tích kỹ thuật hàng tuần để chúng ta hàng ngày ra nắm được. Thì đối với PC1 trong tuần đó, nó có điểm test kỹ thuật về quanh 23 này, cực đẹp luôn. Đó và hiện tại thì nó đang hơi trần trừ một tí bởi vì sao? Bởi vì ở đây này là cái vùng kháng cự mạnh của nó rồi. Tạm thời thì các anh chị đang có hàng thì chúng ta sẽ canh thị trường kéo lên, cổ phiếu kéo lên ở vùng này chúng ta sẽ chốt lãi một ít. Thường <laughs> thường thường là sau khi mà nó break cản vùng 22 thì nó sẽ có quy quy trình nó sẽ quay lại vùng 22 đến khoảng 2.5 nó tích lũy nhịp thứ hai ở đây thì tại thời điểm đó là chúng ta sẽ tiếp tục thu gom ở đây. Rồi chúng ta chờ đợi uh, break cản, nó phải nhịp sau, nhịp sau thì nó mới break cản 27 28 được chứ nhịp này nó sẽ chưa thể break được đâu. Uh, mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu GEG cũng rất là hay. Ổn rồi <laughs> Đó, nó đi lên. Uh, tuần này thì nó đang tích lũy lại ở quanh 15 tương đối đẹp. Nó tích lũy ổn định và có một cây nến vượt thoát lại vùng 16 thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản 18 và trong nhịp này thì cũng đang ngắm cản của GEG quanh vùng 7.5 đến khoảng vùng 18. ở GEX cũng khuyến nghị anh em là túc tắc nhạt ở nhịp này, đâu đó ở quanh vùng 12, 12.5 và vùng 12.7, các anh chị túc tắc nhạt. Cầu hôm nay đánh tương đối là tốt. Mục tiêu thì ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lại cản 15.2. Về đến cản 15 hai thì nó sẽ có một cái sự ngập ngừng nào đó Và đối với gách thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp sau Nhịp này thì khả năng là sẽ chưa đánh được những nhịp sau Thì uh, chúng ta sẽ kỳ vọng là gách sẽ bay được cản 17 Tại sao lại là nhịp sau? Bởi vì khi mà nó đánh về đây thì khả năng nó sẽ chỉnh tiếp một nhịp nữa này Rồi sau đó thì nó mới tích lũy lại nhịp này Thì khi đó nó mới đánh cản 17 Thì đấy sẽ là nhịp sau Theo quan điểm của mình sẽ là như vậy Tiếp tục theo dõi uh, Tuần này chúng ta có thêm POVK đó, vì sao VWF ở trong một nhịp đây quanh vùng 10 10.3 các anh chị đã thu gom tại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì rất là ok rồi tuần này chúng ta có thêm vùng 11.4 đúng không ạ và nó đang tiếp tục công cản 12 12.5 như vậy thì đối với POVK khả năng tuần tới nhiệm vụ đầu tiên nó sẽ công lại 12.5 và một ngày nào đó mà nó break cản 12.5 thì khi đó thì chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng target cao hơn ở vùng 14, 13.5, 13.7, 14 hiện tại thì tín hiệu đường má CD cũng đang tương đối là ok rồi <laughs> à, nhóm ngành thứ 10 đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp sẽ là một nhóm ngành cũng sẽ được hưởng lợi ở trong năm 2023 à, các anh chị chú ý cho Hùng các mã cổ phiếu sau gồm mã cổ phiếu KBC đây các anh chị đây KBC thì nó đã có những cái vùng KBC thì cũng đã phân tích cũng tương đối là sớm nha các anh chị nhé từ ngày mùng 8 tháng 12 đây đó đây này KBC có hết ạ tất cả những cái cái này nó sẽ 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 nằm lại đây hết ạ 12 tháng 8 tháng 12 à đây đây xin lỗi xin lỗi tháng 12 mà đây đó thì đối với KBC <laughs> chúng ta sẽ có những cái vùng gom này 18 này À 12 này, 8 này, sau đó 14 này. 15 này, tháng 12 này. Vùng gom 21.5 đến 22 này và sau đó sẽ có một cái vùng gom ở 19.3 đến vùng 20. Ok các anh chị, vùng gom ở đây. Và sau đó vùng gom ở 19.3 đến vùng 20, tức là nó xuất hiện ở trong phiên giao dịch của ngày 27 tháng 12. 15 tháng 12 thì đã phân tích rồi và đến ngày 27 tháng 12 thì chúng ta có tiếp điểm mua tiếp theo đó là 19.3 đến vùng 20. Rất đẹp ở đây và hiện tại thì nó là đang đóng ở vùng 26. Tuần tới khả năng sẽ vùng 24 24.5 và mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản 28. Đấy là những phân tích. Các anh chị phải nắm được là là cái mạch thời gian cái dòng thời gian mùng phân tích chứ còn nếu mà chúng ta mà không nắm được cái mạch đó là chúng ta Bột vào đây phát mà không 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 ấy không hiểu ý cái là là hỏng ăn ngay. Ví dụ như vậy. <laughs> SSC cũng rất là ok là nó đã có một cái sự tích lũy khá là tốt ở vùng 24.5 biên ở đây là biên 2627 <laughs> ổn à, mục tiêu của SSC ở trong nhịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản vùng 30 đây này 30 rồi 31.532 Cái là tạm thời là chúng ta sẽ sơ sơ sẽ ngắm như vậy IDC cũng khá là hay vùng tích lũy ở đây vùng 31 Uh, 31 ok 31.7 đến vùng 33 tuần này thì nó đang công cản ở đây là vùng 37.5 đến khoảng vùng 38 39 40 ờ, uh, gặp vùng này thì nó sẽ test lại vùng 35 ổn định một phát nữa rồi nhịp 2 uh, bay được cái vùng 40 và khi mà nó bay được cái vùng 40 ở nhịp 2 này thì cái đó cũng sẽ phân tích tiếp bởi vì khi đó nó sẽ hội tụ rất nhiều các yếu tố kỹ thuật để có thể nâng cái target của cổ phiếu SSC có thể là lên vùng 50 51 tùy cái cơ địa của cổ phiếu tại vùng này. cổ phiếu VGC năm nay cũng có những cái game như game thoái vốn và đối với con VGC ấy, thì các anh chị nhìn đến đây. Tức là nó đánh cực kỳ thoát trend, một trend lên rõ ràng và một trend xuống rất là rõ ràng. Vậy thì nhịp này nó cũng như vậy, nó đang lên xuống và đây thì ở đây nó đang hình thành được một cái biên. Đó, cái biên ở đây là gì? Biên 34.5 và khoảng biên 36 và trung bình của nó là 35.3. Thì sẽ là biên gom Và mục tiêu ở đây nó sẽ đánh khoảng quanh biên 35 đến khoảng biên 40 Xéo khoai Và sau cái giai đoạn xéo khoai đó Căn cứ cái tình hình thực tế thì chúng ta sẽ phân tích thêm nhưng dự kiến là VGC cũng sẽ có những cái bước sóng khá là tốt Của năm 2023 Chúng ta sẽ phân tích Sau này Ok như vậy là tuần này thì Các cái dòng cổ phiếu tạm thời chúng ta sẽ dừng lại như vậy để chúng ta Ờ uh, lo những cái công việc khác đúng không các anh chị và bây giờ đến phần thứ hai thì cũng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ view lại cái kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua thì cứ như thường lệ thôi cứ hàng tuần thì cũng sẽ có những cái phân tích đánh giá tất cả những cái yếu tố về mặt kỹ thuật đó xăng dầu đấy xăng tăng ví dụ như vậy thì những cái thằng được hưởng lợi như PLX, PVS PVDBSR đó năm hai đầu tư công thì những cái thằng nào rồi đương nhiên banh anh cả banh vòng đánh giá tương đối là chi tiết các nhóm ngành sau khi mà chúng ta đã view bản tin tuần à, và đối với vn30 thì chúng ta có nói đến vùng 1047 đến khoảng vùng 1050 đó là biên hỗ trợ tuần và đối với phái sinh index thì sẽ kiểm tra vùng 1047 tức là gì trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần quanh vùng 1047 và tuần mới thì chúng ta sẽ tập trung đánh giá cái khả năng chịu tải của bộ ba tham số chung của thị trường ở trên vùng 1 mươi điểm nếu như mà tích được trên 1040 là rất là 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 tích cực khỏe để thị trường công vùng kháng cự 1075 đến vùng 1080 tức là để mà công được 1075 1080 thì điều kiện cần và đủ đó là thị trường phải tích lũy được ở trên vùng 1040 cộng Ok các anh chị và khi mà break cản 1080 thì khi đó chúng ta sẽ đi phân tích thêm ở cái vùng 1000 à, đến vùng 1100 Ok thì các anh chị nhìn thấy đây ạ Đây là chúng ta bắt đầu ra bản tin tuần video số 150 thì vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây của VN30 chúng ta có nói đến vùng 1047 à, đây và trong tuần thì VN30 đã đánh tương đối khỏe tức là nó chạm về đến vùng 1050 thì nó bắt đầu có một cái lực long tương đối là tốt và à, đối với chỉ số VN30 thì lần thứ ba nó tiệm cận lại vùng 1075 đến vùng 1080 và vẫn thất bại. À, vẫn thất bại. Ok các anh chị, tức là gì? Đây là vùng cản của thị trường. Các anh chị nhìn thấy đấy và và có một cái điểm tích cực. Đó, cái điểm có một cái điểm nét của thị trường ở trong tuần vừa qua, đó là vùng 1058 đến vùng 1060 gần như là thị trường đã dìu dắt à, đi tương đối là tốt ở trên cái vùng này. Chúng ta cùng quay sang chỉ số VN30F 1M. Chỉ số phái sinh đó, thì chúng ta thấy rằng là trong tuần thì chỉ số phá sinh cũng có một lần test lại ở suy soát ở vùng 10 không nhỉ, 1047 đến vùng 1050. 1050 ở đây. Và sau đó nó có một cái lực long, một cái lực long nó thoát vượt thoát được cái vùng 1058 đến 1060 và tiếp tục gì ạ? Tiệm cận lại 1075 đến 1080 và nhịp này thì nó vẫn tiếp tục thất bại. À, vẫn chưa thể công được. Đó anh chị vẫn chưa thể công được. À, và đồng thời thì nó cũng có một cái điểm dìu dắt của thị trường tương đối là tích cực ở vùng 106, 1058 đến vùng 1060 trong phiên giao dịch của ngày 13. À, rồi chúng ta sẽ quay sang chỉ số VN Index ở đây. Đó thì cũng đã có phân tích là Index tuần dự kiến nó sẽ test lại ở khoảng vùng 1047. Đây các anh chị này, cây nến test lại 1047 đây. Đây là những cái cơ sở rất là quan trọng. Các anh chị nhá đó vùng 1047. Tại sao chúng ta lại nói đến vùng 1047 thì nó sẽ có rất là nhiều lý do và đặc biệt đối với index á, thì các anh chị có thể uh, sẽ gặp uh, hùng nhắc đi nhắc lại khá là nhiều ở cái biên là vùng 1050 đến vùng 1052.5, à đây các anh chị này tức là nó nó thoát cản này và nó quay lại test này quay lại test này quay lại test và đây là những cái sự nâng đỡ tuyệt vời của thị trường, à, nâng đỡ tuyệt vời của tạo lập và với sự nâng đỡ như vậy á, thì chúng ta sẽ kỳ vọng có thể là trước tết hoặc là nghỉ tết xong thì index của chúng ta sẽ vượt cái vùng cản 1075 đến 1080 thôi khả năng là như vậy hiện tại thì đang khá là lạc quan và đang kỳ vọng vào cái câu chuyện này ở đây thì ông sẽ tiếp tục uh, như vậy thì tuần tới uh, với một cái sự uh, lạc quan của thị trường như vậy với những cái tín hiệu tích cực của thị trường như vậy á thì chúng ta sẽ nói đến ở ở, ở cái tuần giao dịch tiếp theo đó là gì thì về mặt kỹ thuật là khả năng thì index sẽ có những cái điểm kéo lên đó, nó sẽ kéo lên lại ở khoảng quanh vùng 1065 và nó sẽ tiếp tục Tết uh, test lại test lại ở biên ở đây đó là gì đó là biên 1050 đến 1052.5 và sâu hơn sẽ là 1057 tiếp tục đánh giá ở vùng này và và chúng ta tiếp tục đánh giá cái sức chịu tải của thị trường ở vùng 1040 cộng anh chị lưu ý là như vậy trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái 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 cái, cái sức chịu tải của thị trường ở cái thời điểm này ở vùng này đấy sẽ là một cái um, ở đây sẽ là một cái vùng đệm rất là quan trọng để cho thị trường có những cái cơ hội vượt thoát được sau ở cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Còn đối với chỉ số VN30 thì về mặt kỹ thuật ở đây có thể nó sẽ tiếp tục kéo lại vùng 1075 và nó sẽ quay trở lại test biên đầu tiên đó là biên 1058 đến 1060. Và biên thứ hai thì chúng ta vẫn tính toán ở 1047 đến vùng 1052 ở đây các anh chị. Đây, đây, đây. Đồng thời kháng cự tuần thì nó vẫn như vậy thôi. Nó vẫn là nó vẫn là vùng 1075 đó, nó vẫn là vùng 1075 đến khoảng vùng 1080 anh chị ở à, đối với chỉ số phái sinh ở à, đối với chỉ số phái sinh ở đây đây anh chị đây phái sinh đây à, thì tuần tới à, cũng hoàn toàn tương tự như chỉ số VN30 thôi Có thể nó sẽ có một cái nhịp lo ngắn ở đây Nó sẽ quay tiếp lại vùng 1070 Và tiếp tục quay trở lại test cung Ở quanh 1058, 1060 sâu hơn sẽ là 1047 đến vùng 1050. Cái nón ở đây, chúng ta sẽ để ở đây, đó. Và với một cái góc độ kỳ vọng thị trường như hiện tại thì cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng là thị trường của chúng ta sẽ có uh, những cái bước khởi sắc và các anh chị lưu ý, chúng ta tập trung dòng tiền uh, trong năm 2023 vào một số các cái nhóm ngành phân tích định hướng, mông đã có phân tích uh, trong cái bản tin tuần này. Và trong các cái bản tin tuần trước đây thì cũng đã có nhấn mạnh uh, tương đối là mạnh Ok ngày mai thì chúng ta sẽ cúng ông công ông táo về trời. À, chúng ta coi như chúng ta cũng uh, kết thúc một năm đầu tư rất là khó khăn và uh, chúng ta kỳ vọng uh, uh, các cụ linh thiêng uh, sang năm 2023 sẽ phù hộ chúng ta uh, có một năm đầu tư chứng khoán thật là thành công, thật là nhiều may mắn và À, tiếp tục à, đồng hành cùng với hùng lê trên kênh cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng như về đồng hành cùng với team của Hùng lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps à, xin kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và à, chúng ta sẽ tiếp tục à, tuần làm việc tiếp theo tràn đầy năng lượng và nhiều may mắn xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại